Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất về Tarot cũng như là các bộ môn huyền học, bói toán khác. Và hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục series bài trà bằng việc phân tích chi tiết 5 lá bài: con đường núi, con lừa, kim chỉ, tổ ấm và người đàn ông lớn tuổi. Trước khi vào với nội dung bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trải bài riêng hoặc học Tarot 1-1 với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy qua fanpage Tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và bạn đừng quên là nếu hứng thú về gói vận hạn năm 2023 thì liên hệ với mình qua các fanpage nhé. Rồi, về bài giảng ngày hôm nay, chúng mình sẽ bắt đầu bằng lá bài con đường núi. Lá bài này cho thấy bạn đang trên đà thành công hoặc bạn đang đi trên cái con đường của sự thành công. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là bạn nhìn thấy con đường núi rất là lắt léo và hiểm trở, không phải là một con đường dễ dàng. Thế nên mình có thể hiểu cái thành công của bạn hay thành công của cái người hỏi bài: để đạt được thành công thì bạn buộc phải bỏ công sức và đi trên cái con đường khó khăn đấy, đừng nghĩ đến việc đi đường tắt. Rồi, tiếp theo là bài con lừa. Hình ảnh một con lừa, nếu bạn nhìn kỹ, nó đang bị buộc và giống như kiểu ở phía bên này á, có ai đang kéo nó đi nhưng mà nó có vẻ như không muốn đi và rất khó chịu. Lá bài này cho thấy là ai đó đang rất là bướng bỉnh, cứng đầu, không muốn thay đổi. Bạn sẽ phải đối mặt với người này, hoặc bản thân bạn là người như thế này. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian đó có thể bạn sẽ phải đối mặt với sếp, đồng nghiệp hoặc là người yêu hoặc người trong gia đình. Ai đấy rất là bướng bỉnh, không muốn thay đổi, từ chối thay đổi, từ chối thay đổi quan điểm sống của họ để phù hợp, để thỏa mãn, để thỏa hiệp với bạn. Rồi, tiếp theo là lá bài kim khâu và sợi chỉ. Thì bạn thấy là bạn nào mà đã từng luồn chỉ qua đầu kim á, thì bạn biết là đôi khi rất là khó để luồn qua, mà luồn qua được rồi thì nó là một cái cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thì lá bài này nói về việc là một điều ước chân thành sẽ thành hiện thực. Một điều ước chân thành của bạn sẽ thành hiện thực. Đó, thì đây là lá bài tốt, cho thấy sự may mắn. Nhưng mà bởi vì cái việc chúng ta luồn kim chỉ như vậy, chúng ta cần sự nỗ lực chứ không phải đang yên, đang lành, có sự may mắn đến. Tức cái điều ước này thành hiện thực một phần là nhờ nỗ lực của bạn nữa. Và nỗ lực ở đây nó sẽ có xu hướng là một cái nỗ lực tỉ mẩn, tỉ mỉ và tập trung vào tiểu tiết, chi tiết. Tiếp theo là lá bài tổ ấm. Hình ảnh là những quả trứng được đặt gọn gàng trong một cái tổ ở trên cây để tránh sự tấn công của kẻ thù hay là thú săn mồi. Lá bài này cho thấy là đây là cái khoảng thời gian mà bạn nhận ra gia đình là tổ ấm. Gia đình là nơi để bạn tìm về, là cái nơi để bạn cảm thấy an toàn về mặt tinh thần, tình cảm, cảm xúc. Gia đình ở đây có thể là gia đình cha mẹ, anh chị em, họ hàng của bạn, nhưng cũng có thể là bạn bè hoặc những người mà bạn coi là gia đình nha. Hoặc là gia đình của riêng bạn, vợ chồng, con cái của bạn. Những người mà thân thiết hoặc là những người cùng chung cái gia đình linh hồn, soul family. Thôi. Rồi, và lá bài cuối cùng của ngày hôm nay là người đàn ông lớn tuổi. Lá bài này cho thấy trong cái khoảng thời gian mà bạn xem bài á, hay là cái khoảng thời gian chỉ định, thì bạn sẽ có một cái chuyện gì đó liên quan đến một nam nhân lớn tuổi. Cụ thể xấu hay tốt, người này đến để giúp đỡ bạn hay làm hại bạn thì chúng ta cần phải rút thêm các lá bài khác. Và nếu mà bạn muốn biết sâu hơn hay miêu tả chi tiết cái người này thì bạn có thể rút thêm bài Tarot để miêu tả ngoại hình cũng như tính cách, công việc và mối quan hệ với họ. Và nếu mà họ đến để làm hại bạn ấy, thì bạn có thể rút bài Oracle để xin lời khuyên cho cái mối quan hệ với họ. Rồi, thì đó là nội dung bài giảng ngày hôm nay. Mình xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi, bình luận giúp tăng tương tác cho kênh. Và bạn nào hứng thú về gói vận hạn 2023 thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bye bye.